Tổng công ty tiếp tục tái cơ cấu, đầu tư tài chính, văn 20, đó và nhất về lên sàn và chứng khoán. Chỉ nội dung bài viết hội nghị của bút danh IM vào lúc thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023 trên báo Kinh tế Sài Gòn Online theo kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết tình hình thực hiện thông báo số 40 tờ bờ trên tờ VK 14 tháng 9, 2017. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu một số kiến nghị hợp lý có tính khả thi, khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, luật số 69/2014/QH13, sửa đổi, trình Quốc hội xem xét tính đến 31 tháng 12, 2022, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty là 1.173.000 tỷ đồng, tổng tài sản hợp nhất là 2.445 tỷ đồng. Tính đến năm 2022, 19 tập đoàn, tổng công ty đã đóng vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực quan trọng, cụ thể đảm bảo khoảng 87% điện năng, 50% xăng dầu bán lẻ, 100% khí khô, 70% khí hóa lỏng, 70% phân bón, 45% thuê bao di động, 41% băng rộng cố định mặt đất, 49% vận tải hành khách hàng không nội địa, quản lý 21/22 cảng hàng không dân dụng trên cả nước, 16% hàng hóa vận tải biển, 100% điều hành và vận tải giao thông đường sắt. Năm 2022, tổng doanh thu đạt 1.598.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 83.167 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 191.781 tỷ đồng,